Bình Dương thừa nhận vượt rào tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. Những ngày qua, dư luận xôn xao việc một số địa phương ở Bình Dương đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trước khi Bộ Y tế đồng ý, đối tượng tiêm là con em lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngày 27 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin về vụ việc trên. Theo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương, Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản giải trình về vụ việc. Theo giải trình của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, sở này thừa nhận đã có việc trẻ em 12 đến 18 tuổi được tiêm vaccine Pfizer trước khi Bộ Y tế cho phép, nhưng số lượng ít và đã được yêu cầu tạm dừng. Theo Sở Y tế Bình Dương, về kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, vào thời điểm cuối tháng 7, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bùng phát mạnh và có nhiều diễn biến phức tạp. Số lượng trẻ em dưới 18 tuổi nhập viện nhiều, diễn biến nặng và có một số trường hợp tử vong. Một số địa phương vùng đỏ đậm đặc phải dùng biện pháp khóa chặt và tỷ lệ nhiễm bệnh rất cao. Đồng thời, dựa trên các quy định về tiêm chủng được ban hành của Bộ Y tế, chương trình tiêm chủng quốc gia, khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và hướng dẫn của nhà sản xuất về việc sử dụng vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho đối tượng là người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8, Bộ Y tế có văn bản chưa đồng ý với kiến nghị của tỉnh Bình Dương về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi, vì khi đó số lượng vaccine ít cần ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ cao hơn như lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Sau khi nhận được văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản gửi các địa phương tạm dừng tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có một số trẻ em 12 đến dưới 18 tuổi tại Bình Dương được tiêm vaccine từ tháng 8 và tháng 9 chủ yếu là con em của lực lượng tham gia phòng chống dịch